cả nhà ơi, kênh YouTube Người Cà Mau tiếp nối cái chương trình nãy giờ quay. Bây giờ quay để cho cả nhà mình thấy được cái biển treo cầu sông Ông Đốc nha. Không thấy tức lắm, phải quay cho được, phải thấy mới được. Nắng chói quá không biết thấy được không nữa. Lý trình km 2986, chiều dài cầu 687,6 mét. Rồi chị nghe cả nhà. Rồi rồi, xin chào cả nhà nha.